Rồi xin chào các anh em đã quay lại kênh của Danh Vlog Các bạn xem video nhớ đăng ký kênh ủng hộ cho Danh nha Cảm ơn các bạn rất là nhiều Thì video ngày hôm nay Danh sẽ review sơ lược chiếc phụ 2024 cho các bạn tham khảo nha Thì hồi trưa giờ Danh cũng chạy tranh thủ chạy ra cửa hàng để mượn xe để quay cho anh em tham khảo luôn Tại vì Danh cũng mê cái dòng xe này Những anh em nào đam mê phụ chờ thì có thể vô tham khảo video của Danh nha Thật sự rất là đẹp các bạn ơi chiếc phụ chờ màu trắng 2020, 2024 Trên cả tuyệt vời luôn anh em nào có tiền thì xuống tiền mua đi nghe các bạn nó đẹp hơn phu 2023 rất là nhiều luôn nói chung mẫu mã nó thiết kế thì không có gì thay đổi hết trơn chỉ có cái cái màu sơn nó thay đổi thôi nghe các bạn nhưng mà thật sự nó, nó phối màu năm 2024 quá trời đẹp luôn mặt đồng hồ của nó thì nó là sử dụng đồng hồ cơ bình thường nha các bạn rất là đẹp luôn cái phần mặt trước này thì cái màu đen nó màu đen bóng nó chiếm nhiều hơn nha các bạn nó nó chiếm nhiều hơn cái phiên bản 2023 hệ thống đèn led ba phang nha các bạn cũng giống như đầy đầy cũ thôi thật sự cái phối cái màu đen nhiều hơn cái màu trắng nó quá trời đẹp Mức tiêu hao nhiên liệu thì Honda đã có tinh chỉnh lại ngay các bạn, 1,47 lít trên 100 cây số. Khá là tiết kiệm nhiên liệu nha các bạn. Rồi. Ừ. Mâm thì được sơn màu đen rất là đẹp luôn. Phục cũng mà thuộc trước của nó cũng là được sơn màu đen nhám luôn nha các bạn. Đây cái cái, cái khu vực này nè, cái khu vực nó sơn màu đen quá trời đẹp luôn. Tem phụ 125 FP. Phục sau của nó thì nó nó được sơn màu đen nhám nha các bạn. Lúc trước là nó màu sơn màu bạc đó, bây giờ nó đổi lên thành màu đen, màu đen nhám rất đẹp luôn, mâm sao cũng vậy. Hôm sau được sơn màu đen nhám Rất là đẹp lóc máy thì nó cũng thay đổi rồi nghe các bạn Nó được sơn màu đen nhám luôn Lúc trước là nó sơn màu xám á Rồi quá trời đẹp luôn Cái màu trắng thì nó được chỗ cái mặt nạ Màu trắng thì màu đen nó phối nhiều lên Nên nhìn cái xe nó ngầu hơn, nó cứng cáp hơn Cái đời 2023 Bên đây thì nó có tem Honda với cánh nén Màu đen nó phối nhiều hơn nghe các bạn Tem hai 125 rất là đẹp luôn hộp bọc đựng dây sơn thì nó cũng đã được sơn màu màu đen nha các bạn nói chung sơn màu đen thì nhìn cái dàn chân nó cứng cáp hơn rất là nhiều luôn anh em nào tranh tôi có tiền thì tranh thủ xuống tiền mua hai mươi 2024 chạy nha các bạn rất là là đẹp luôn đây anh em sẽ mặc đồng hồ của nó là đồng hồ cơ hiển thị các thông số đầy đủ cho anh em xe được sử dụng ổ khóa chìa nha các bạn bốn trong một anh em nhìn bên ngoài thật sự nó rất là đẹp luôn hệ thống đèn pha của nó là đèn đèn chiếu sáng của nó là đèn led đây màu mặt nạ thì được sơn màu đen đen bóng nha anh em mức tiêu hao nhiên liệu thì là 1,47 nó tiết kiệm nhiên liệu hơn xe đời cũ là 1,54 lít rồi xe được sử dụng thắng đĩa kết hợp với heo dầu một cái cái phần phần tem phu chờ 125 mv này thì nó tem nổi rất đẹp nha anh em rồi video danh chỉ review sơ lược để cho anh em tham khảo nha rồi danh quay nhiều clip lắm để từ từ danh up lên cho anh em xem luôn anh em nhớ đăng ký kênh để theo dõi các video tiếp theo nha lâu lâu đi ra cửa hàng mua quay rất là nhiều xe luôn rồi xin chào các anh em